Xứ cách điện, một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống truyền tải điện, ảnh hưởng trực tiếp đến cả dây chuyền sản xuất của nền kinh tế. Từ lâu, một doanh nghiệp Việt Nam đã tiên phong trong sản xuất xứ kỹ thuật chất lượng cao, không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển lưới điện trong nước mà còn chinh phục các thị trường khu vực. Các sản phẩm xứ cách điện của công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn không chỉ tạo bước ngoặt về doanh số mà còn đưa doanh nghiệp vươn tầm thương hiệu quốc gia, khẳng định năng lực tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam. Thành lập từ năm 1980, Hoàng Liên Sơn là công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất và kinh doanh các loại xứ cách điện, xứ kỹ thuật. Ngay từ những ngày đầu, Hoàng Liên Sơn đã xác định phải chinh phục thị trường bằng chất lượng sản phẩm và sự tin cậy của khách hàng. Bởi ngành điện luôn có những yêu cầu rất khắt khe về tiêu chuẩn. Vì vậy, đa số các thiết bị và máy móc của doanh nghiệp đều được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chỉ những thiết bị này thì mới đáp ứng được cái chất lượng sản phẩm đối với lại khách hàng càng ngày càng khó tính như bây giờ. Đối với công ty thì những cái thiết bị trên 20 tỷ và cũng gần 20 tỷ như lò nung, chạy phôi chân không, tất yếu mà bắt buộc công ty phải đầu tư. Nhờ việc luôn chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, xứ cách điện của Hoàng Liên Sơn đã vươn tầm thương hiệu quốc gia. Với các sản phẩm chủ lực bao gồm xứ đường dây, xứ máy biến áp, xứ cầu dao, xứ cầu chì và xứ xuyên tường. Xứ cách điện Hoàng Liên Sơn làm từ vật liệu gốm cách điện có độ bền cơ học, độ bền cách điện cao, do đó được sử dụng nhiều hiện nay cho các mạng điện trung thế. Có thể chịu đựng được môi trường khí hậu khắc nghiệt, ô nhiễm hay vùng nhiễm mặn ven biển. Không chỉ cung cấp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy sản xuất thiết bị điện, biến áp, máy biến dòng trong nước, Hoàng Liên Sơn còn là nhà sản xuất xứ kỹ thuật có tên tuổi trong khu vực Đông Nam Á, chinh phục các thị trường trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia. Đặc biệt, 80% thị phần xứ kỹ thuật của Thái Lan là do Hoàng Liên Sơn cung cấp, khẳng định ưu thế và uy tín của xứ kỹ thuật do Việt Nam sản xuất. Tiếp nối thành công của sản phẩm xứ hạ thế và trung thế, Hoàng Liên Sơn định hướng sẽ phát triển thêm sản phẩm xứ điện cao thế trong tương lai không xa. Như vậy thì không lý gì mà đối với công ty mà không đầu tư để sản xuất những loại sản phẩm mới, nhất là những loại sản phẩm mà hiện tại công ty chưa sản xuất được, thì đó là những sản phẩm xứ biến áp 110 trở lên. Dù bị ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid-19, nhà máy của Hoàng Liên Sơn vẫn duy trì sản xuất. Dây chuyền hoạt động không nghỉ cả vào cuối tuần cho kịp các đơn hàng cả trong nước và xuất khẩu. Dự kiến năm nay, tổng doanh thu của Hoàng Liên Sơn là 140 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng, tổng doanh thu xuất khẩu đạt 15 tỷ đồng. Với cái sản phẩm, với tên tuổi gắn với thương hiệu quốc gia thì chúng tôi cũng có những cái vị thế cao hơn và cũng được các nước trong khu vực rồi thì khách hàng đánh giá và tín nhiệm. Và đặc biệt là những cái đơn hàng của chúng tôi trong cái thời gian gần đây từ khi được công nhận thì cũng đã có những cái bước tăng trưởng rất là tốt. Chiến lược không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ và giữ vững chất lượng sản phẩm của xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cùng với sự lan tỏa tích cực mà chương trình thương hiệu quốc gia đang đồng hành cùng các doanh nghiệp chính là hướng đi bền vững với không chỉ riêng ngành sản xuất xứ kỹ thuật. Cạnh tranh bằng chất lượng, đầu tư thích đáng cho công nghệ sẽ là chìa khóa để các thương hiệu Việt Nam chinh phục thị trường thế giới, đồng thời giữ vững danh hiệu thương hiệu quốc gia. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.